bà. Tôi là một kẻ từ miền xa xôi lắm, đạp sương hàn gió tiết trở về. Để làm gì? Để kể cho bà nghe một câu chuyện. Chuyện gì? Chuyện ban đầu của một người. Chuyện thương đau của một kẻ đắng trần. Đêm qua nơi họ hẹn cùng thì mới hay tin rằng người con gái ấy đã xa xong. Thôi ông đừng làm cho tôi thêm bàng hoàng suốt đầu. Ông hãy đi đi. Ông hãy đi đi. Nghe chưa? Bà ơi, tôi sẽ ra đi là từ thiện một mùa thu vào trong giấc mơ buồn bà. Rồi một chiều nào bà có dừng chân nơi quán là xin hãy dành lại phút giây hoài niệm kề nắng chân. Chấp nhận cho mình. Bà ơi, nếu phút giây nào bà chẳng nhớ thương đến một kẻ đã cùng bà thề non hẹn biển, thì tôi xin bà hãy quay về với kỷ niệm và khóc cho nhau về giọt lệ ban đầu. Ông là ai mà tại sao lại nghe ngào nức nở nhắc chuyện ban đầu của hai đứa yêu nhau? Có phải chăng ông đã ra đi và bỏ lại sau lưng những niềm trống lặng? Bà ơi, mơ xưa cũng không còn gì nữa khi dù tân hôn nồng nặc ở lòng phòng. Trời ơi tâm ca, bà đã bình yên mà vạt áo theo chồng, bà đã tận hưởng một cuộc đời vàng son quá mong, có lời bên đường về kỷ niệm đơn sơ. Tôi đến đây để chúc mừng cho bà đêm hôn lễ được vô vàn hạnh phúc, và hãy quên đi những gì đêm gặp gỡ cho dặm trời xa không ngó ngó mong sông hồ. Để cho bà yên tâm lên kiều cưới. Không, đó là quyết định của sư mẫu em. Làm sao em cãi lời người cho được. Bà, còn tôi chỉ là kẻ đứng bên lề hạnh phúc. Cũng tàn cuộc giữa đêm sương. Vì thì tôi đường bà đi đường tôi bước chẳng gót quang hà một sáng mùa thu. Tôi sẽ dừng chân bên thềm đồi có lạ để lắng nghe chim viên rộn rã cốc yêu sầu. Đó là lúc bà đã bình yên bên cuộc sống, bên chồng già, bên những đứa con ngoan. Còn tôi với cuộc đời không định
buổi sông hồ đã vùi lấp bước chân quanh.